Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em cái bộ nhôm. Cái này thì nhiều người thì nói là nhôm S-Tech, còn mình thì mình hay gọi cái này là bộ nhôm V-Sai. Nó nằm ở trong cái hộp sọ của cái cầu của cái xe Solar 130. Mình vừa được bộ này thì mình muốn quay để nó làm chuẩn anh em khi mua hàng. Đây là một bộ mà mình rất ưng ý. Rất ưng ý lắm anh em. Rất ưng ý. Cái can nó khóe cái này. Cái can này á, mình chưa biết là cái này nó đồ riêng nó nằm thế nào. Nhưng cái can này đáng là nó phải có luôn hai cái đầu này để nó định vị. Nhưng mà sao hai cái này trồng về, nó lại chạy cái phe để cho nhớt vào. Đó. Cho nên cái đây là đầu tiên mà mình sẽ quay cho anh em từng chi tiết một. Cái cốt chữ thập này, anh em nhìn thấy cái cốt chữ thập này, nó có cái vượt, nó chạy nó mòn mà. Hàng cũ nó mòn, nó có cái vượt đó thôi chứ không phải là nó mòn, nó bị cái khức nha anh em. Đó. Mã của nó này, mã là mã đúc nha anh em, chứ không phải là mã nha. Mã đúc. Đó, đây là bộ, cái bộ này mình quay trước, cái này là gọi là cốt chữ thập. Đấy, đồ riêng là nó có số hết nha anh em. Đấy, nó nằm như vậy đó anh em. Còn đây là hai cái nhông bánh ú, ở trong này gọi là cái nhông bánh ú, nhông bánh bò. Đây, nó có hai cái nhông như vậy. Mình sẽ lau qua cái phần nhông của nó. Tất cả nó đúc đều có số hết anh em. Có số, có mã, có nhà máy sản xuất. Số cái mã hết đó, hai cái này soi cho nó tới nơi tới bến anh em. Mình mua bộ với sai, tại vì thường thực sự á, là bán cái đồ này anh em là nhông á, cho nên anh em cứ an tâm đi. Là tại sao mình bán mình sẽ không bao giờ bảo hành, tại vì sao? Cái nhông mình coi được, cho nên coi được là đồ riêng, nó là đồ có số, có đồ là xong. Chứ nhiều người họ nói về họ lắp xong cái họ xài hư đủ thường. Mình chuyện ơi, hôm trước có một cái ông ở trong Bình Dương, ông giật mình liền anh em. Ông ở trong Bình Dương, ông giật mình. Ông kêu mua giờ làm chưa được, cái máy nó hư, bán đồ đẻo. Tôi kêu bây giờ cái đồ này tao bán, tao cũng quay cho mày rõ rồi, nhông nhiếc gì nó như thế thôi. Chứ làm sao mà tao bán cho mày mà cái đồ mà như thế nào được. Đồ giả thì làm gì có nhông được anh em. Đồ Trung Quốc, Hàn Quốc là sản xuất mới, làm gì có được. Cái độ mòn của nó nè. Thấy không? Cái chữ này rất quan trọng. Hàng đúc nha anh em, ZB Sài Gòn có nhiều chỗ nó gọi là hàng ZF, hàng bãi hoặc là hàng dưới địa. Đấy, bốn tay nhông, thấy chưa? Cái nào cũng như cái nấy, mã giống nhau, cái độ láng, độ mòn của cái can đó anh em. Mua là mình phải mua số má rồi, cái đồ đẹp dữ như vậy mình mới mua được. Đây này, đây số má đồ phải đàng hoàng chứ. Bốn cái mới vừa về bộ hôm sáng nay. Đây là bốn cái canh nhỏ, hai cái canh lớn. Xếp lại dùm cái bộ trái này, cái này nó sẽ xếp như thế này. Rồi để thế này, để chữ thập cái nhét bốn cái nhông như bốn cái góc chữ thập cái rồi cái canh. Đấy. Bộ vi xe nó nằm ở trong cái vỏ sọ nó nhìn như vậy anh em. Rồi gác lên cái này. Rồi cho bốn cái canh nhỏ vô. Hai canh lớn nó nằm ở hai cái chân của này, thấy không? Canh lớn đây. Đấy, nó nằm như vậy. Rồi, gác cái này chưa thập lên. Đó, nó là cái bộ như vậy, mình sẽ cột lại. Lấy dây cột. Đấy, nó là bộ chưa thập như vậy. Nó nằm hai cái can ha, hai canh này. Làm sao mà ấy được đồ đó. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi, đã xem video tới lúc này nha. Chúc anh em một ngày mới mua may mắn đắc. Thank you anh em. Anh em nhớ like cho một like. Đăng ký kênh nha, để mình up những cái story mới. Story mà rất là thực tế khi anh em đi mua hàng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you. Chúc một ngày mới mua may mắn đắc nha anh em.